Diễm Thi và Trân Như xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị đến với bản tin đầu giờ sáng thứ bảy ngày mùng 3 tháng 9 với những tin đáng chú ý. Nội các Nhật quy tụ nhiều thành phần trẻ. Nam Hàn cho phép các nhà sư thăm Bắc Hàn. Kính thưa quý vị, tân thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã cho công bố thành phần chính phủ, trong đó quy tụ nhiều nhân vật trẻ tuổi không có mấy kinh nghiệm chính trị, kể cả người được chọn là ngoại trưởng ông Koichiro Zenba, 47 tuổi và ông bộ trưởng tài chính Jun Azumi mới 49 tuổi. Trong cuộc họp báo ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Noda cam kết sẽ gia tăng nỗ lực tái thiết đất nước sau thiên tai động đất và sóng thần xảy ra hồi tháng 3 vừa rồi. Đồng thời, cũng hứa là sẽ giải quyết sự cố do nhà máy điện hạt nhân Fukushima gây nên. Bên cạnh những cam kết vừa nói, Thủ tướng Noda cũng nói sẽ sớm giải quyết vấn đề ngân sách và khoản nợ khổng lồ mà Nhật đang phải vay để có tiền tiêu dùng. Tuy nhiên, ông nói rằng kế hoạch này phải được thực hiện song song với mức phát triển kinh tế. Về ngoại giao, Tân Thủ tướng Nhật cho hay sẽ mở rộng quan hệ với Trung Quốc về cả hai mặt kinh tế và chiến lược, bảo thêm đó là chính sách sẽ được áp dụng với các nước khác, đặc biệt là với những cường quốc láng giềng như Nga và Hàn Quốc. Ông cũng thông báo là cá nhân ông và các viên chức chính phủ sẽ không viếng đền tử sĩ quốc gia nơi thờ phượng những vị anh hùng dân tộc của Nhật Bản. Trong đó có 14 người bị quy kết là tội phạm chiến tranh vì những hành động trong thời thế chiến thứ hai. Trong quá khứ, chuyện lãnh đạo Nhật Bản đến viếng đền này thường gây nên tranh cãi và tạo trở ngại về ngoại giao. Ngoại trưởng mới của Nhật Bản là ông Koichiro Gemba hôm qua đã ngỏ ý quan ngại về sức mạnh của Hải quân Trung Quốc cùng các hoạt động của lực lượng này tại vùng biển đang tranh chấp giữa hai nước. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi được chọn làm ngoại trưởng, ông Gemba nói các hoạt động trên biển của Trung Quốc rất đáng quan tâm và Trung Quốc cần phải làm rõ với thế giới sự lớn mạnh về hải quân. Trung Quốc và Nhật Bản hiện có tranh chấp chung quanh chủ quyền đảo Senkaku trên biển Đông Trung Hoa mà Bắc Kinh gọi là quần đảo Điếu Ngư. Căng thẳng giữa hai nước tại khu vực này gia tăng vào tháng trước khi Nhật Bản phản đối tàu hải giám của Trung Quốc đã vào vùng biển mà Nhật đòi chủ quyền. Trung Quốc hôm qua cho biết sẽ ngưng hoạt động khai thác dầu ngoài khơi của tập đoàn dầu khí Phillips của Mỹ sau vụ tràn dầu. Cơ quan hàng hải quốc gia Trung Quốc nói, cơ quan này không hài lòng với việc ngăn chặn rò rỉ dầu của công ty ConocoPhillips. Trung Quốc yêu cầu hãng này phải ngưng hoạt động tại một lô dầu ngoài khơi vịnh Bột Hải. Công ty dầu tuần này cho biết hãng đã làm sạch gần hết vệt dầu loang ngoài vịnh. Chính phủ Trung Quốc trước đó đã cho công ty thời hạn đến hết tháng 8 để dọn sạch dầu loang và chặn rò rỉ dầu ra vịnh. Tân Hoa Xã cho hay đã có khoảng 3.200 thùng dầu và bùn có chứa dầu đã bị rò rỉ vào vịnh Bột Hải những vệt dầu loang này được phát hiện lần đầu vào tháng 6 năm nay. Nam Hàn cho phép các nhà sư của nước này được đến thăm Bắc Hàn trong chuyến thăm tôn giáo đầu tiên giữa hai nước kể từ khi căng thẳng giữa hai xứ lên cao sau vụ Bắc Hàn bắn chìm tàu chiến Chianan của Nam Hàn vào năm ngoái. Giới chức Nam Hàn cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Bộ Thống nhất Nam Hàn cho biết đoàn gồm 37 nhà sư sẽ đến thăm Bắc Hàn trong 5 ngày, bắt đầu từ thứ Bảy tuần này đoàn cũng sẽ có một buổi lễ cầu nguyện tại một đền thờ của Bắc Hàn. Thông báo của Bộ Thống nhất cho hay, chuyến đi của đoàn nhà sư được phê duyệt bởi vì mục đích của chuyến đi hoàn toàn mang tính tôn giáo. Nam Hàn ngăn cấm người dân của nước mình sang Bắc Hàn sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng đánh đắm tàu Chenan hồi tháng 3 năm ngoái, khiến cho 46 thủy thủ Nam Hàn thiệt mạng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com gạch chéo araba vietnamese. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese af org Diễn Thị và Trần Như xin kính chào tạm biệt quý vị.